Kính thưa các bạn, các nhà marketing họ đã tổng hợp thu thập thông tin và phân tích thấu hiểu lắng nghe cái thông tin đó dựa trên các góc độ quan điểm khác nhau. Họ viết ra những cái cần ten những cái nội dung rất độc đáo. Họ có thể biến những sản phẩm rất bình thường trở thành những sản phẩm rất độc lạ khác biệt thu hút khách hàng về mặt cảm xúc giúp cho công ty nâng cao cái hiệu suất của bán hàng. Được các cái công ty startup up cũng vậy họ tổng hợp thu thập thông tin mà lắng nghe phân tích thấu hiểu giữa các góc độ khác nhau quan điểm khác nhau của những cái quản trị thành công của các công ty đi trước giúp cho họ khởi nghiệp dễ dàng hơn và các nhà thiết kế sản phẩm cũng vậy họ tổng hợp thu thập thông tin này lắng nghe là thấu hiểu đứng trên các quan điểm khác nhau của khách hàng từ đó họ thiết kế sản phẩm khác biệt độc lạ thu hút khách hàng giúp cho công ty họ phát triển vậy vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải có lượng thông tin đa chiều chúng ta phải có thông tin dưới các quan điểm góc độ khác nhau để chúng ta có thể cải tiến cách khác biệt được nhưng thưa các bạn trong một thời gian ngắn làm sao chúng ta có thể thu thập được rất nhiều thông tin dưới các quan điểm khác nhau thông tin đa chiều các bạn ơi, bây giờ rất là dễ, chúng ta hãy sử dụng ngay chatbot AI. Chúng ta đóng các vai trò khác nhau, chúng ta có thể thu thập được những thông tin từ cái chatbot AI để nắm được cái kỹ thuật đó. Các bạn hãy tham gia ngay cái chương trình Kaizen ứng dụng chatbot AI. Chúng tôi sẽ giúp cho các bạn biết được cái kỹ thuật thu thập thông tin dưới các góc độ quan điểm khác nhau để các bạn cải tiến thành công.